giữa mọi người giữa này nằm theo cái nghiêng bên tay phải, rồi cái hai chân chồng bên nhau gọi là thế kiết tường đó, này nằm nhắm mắt lại tính tới chừng mấy bà thê và thiếp hay được chạy ra khóc rống lên, khóc rống lên quá cái ngày mở mắt ra để lấy nước, lấy súc miệng, lấy nước súc miệng rồi ngày vỡ sanh tử là cái việc thường. Tại sao các người làm nhiễu loạn tranh tánh ta? Vỡ xong nó mới bà im lặng, cái ngày nằm xuống ngày nhắm mắt để đi. Thì như vậy mới thấy rằng cái tu mà được tự tại là nắm vững được cái vận mạng chết sống của chính mình thì nó quá là hay, nó quá là quý. Vậy mà mình bây giờ quên, quên lửng cái đó. Cho tới những vị sao cũng vậy, có nhiều thiền sư khi gần đi thì chỉ cười hoặc là làm bài kệ để lại rồi đi, chứ không có cái khổ sở như chính mình bây giờ. Thì đó là tôi nêu lên cho quý vị thấy cái tinh thần người tu thiền ngày xưa ở Trung Hoa hay ở Việt Nam cũng không phải kém, có những người rất là đặc biệt, nhưng cái thì giờ nó giới hạn lắm, tôi không thể kể dài dòng được. Nhưng mà ở Việt Nam thì có mấy phái thiền, phái Tỳ Ly Đao Lưu Chi, phái Vô Ngôn Thông, phái Thảo Đường truyền sang, thì đến đời Trần thì vua Trần Nhân Tông khi còn làm thái tử là Trần Khâm, con của Trần Thánh Tông. Thì Trần Thánh Tông tin tưởng tại Trung Thượng Sĩ là cái người thấu triệt được cái lý thiền và ứng dụng được trong cuộc sống rất là đầy đủ, cho nên mới gửi thái tử Trần Khâm học với ngài. Và khi học với ngài thời gian sau thì ngài Trần Khâm mới hỏi bạch thượng sĩ, cái tâm chỉ của người tu thiền là phải thế nào? Thì ngài Tuệ Trung Thượng Sĩ chỉ nói một câu: phản văn tự kỷ, bổn phận sự, mạc tùng tha mít. Là phải soi lại, soi sáng chính mình, đó là cái phận sự chính, chớ có từ bên ngoài thì quý vị thấy cái trọng tâm của người tu thiền mà thượng sĩ nói cách đơn giản là phải soi sáng lại chính mình chứ đừng có tìm ở bên ngoài. Thì cái đó nó có đúng cái tinh thần của Đức Phật ngày xưa không? Đó là theo cái gốc của Đức Phật. Rồi những pháp tu chẳng những nói là thiền tâm mà kể cả thiền nguyên thủy ngồi lại thì các ngài cũng, tôi nói ví dụ như bên nguyên thủy thì dạy mình ngồi mình quán tứ niệm xứ. Tứ niệm xứ là cái gì? Quán thân minh định, quán thọ thị khổ, quán tâm vô thường, quán pháp vô ngã. Thì có phải là quán là mình không? Đó là soi sáng cái thân này. Phật dạy phải thấy nó là nhớp nhúa, thấy nó nhớp nhúa thì cách thấy nhớp nhúa đó là thấy bằng tưởng tượng, thấy bằng sự thật. Quý vị thử thử trả lời tôi coi, thấy thân này là nhớp nhúa là thấy bằng tưởng tượng, thấy bằng sự thật? Bây giờ tôi đặt câu hỏi, phải tại sao bây giờ chúng ta phải dùng nước hoa chứ? Tại nó hôi hám quá cho nên dùng nước hoa cho nó bám mùi cho ta đi ngang ta nghe dễ chịu chút. Chứ nếu mà thân mình nó thơm như là mùi hoa sen rồi chắc khỏi cần cái thứ đó, phải không? Thì đó, rồi kem đánh răng cũng phải thơm thơm, cái gì cũng thơm thơm để cho nó bớt, nó bám bớt cái mùi hôi thối. Thật chỉ thẳng thân này là nhớp nhúa là dơ dáy thì cái lời nói đó mới nghe cũng như bi quan, nhưng mà đó là cái là thực. Bởi nó là nhớp nhúa cho nên khi nó còn,
nó đã chứa đựng toàn là những đợt đồ giống Chúa. Rồi tới khi nó hoại thì sao? Nó càng giống Chúa hơn. Nghĩa là bình thường chúng ta sống vui với nhau, gần gũi nhau, thương yêu nhau. Nhưng mà tắt thở để ba hôm ấy, thì còn thương yêu nhau không? Lúc đó nhìn sợ, tránh chứ không dám lại gần. Thì như vậy cái tình nghĩa nó thế nào? Thực ra nó rất là quá bội bạc, phải không? Mà bội bạc tại sao? Là tại vì mình nhớ quá, thành ra rồi nó như vậy thôi. Mà đâu có ai chịu mà nhớ. Như là thanh nhớ Chúa mà không ai chịu nhớ hết đó. Quý vị thấy tất cả người, giả sử có người nào đó mắc bệnh công việc gì đó, hai ngày quên tắm áo hôi quá, đi ngang anh em ta nói thằng mặc áo hôi quá, buồn không? Nói hôi quá buồn liền. Tại sao mình dơ mà ta nói mình dơ không chịu? Cứ tưởng tượng mình là đẹp, tưởng tượng mình là quý, tưởng tượng cái đó là cái tưởng tượng, còn sự thật thì người ta không dám nhìn. Do đó cho nên rồi người ta sống bằng tưởng tượng nhiều hơn. Mà đã là sống bằng tưởng tượng cho nên bị người ta đánh lừa, ta khen bằng cách là để cho mình được lòng hết. Khen thế này khen thế nọ thì chịu, rồi nếu nói thẳng thì không bằng lòng. Đó là cái con người của mình, nó sống trong cái rất là tạm bợ, giả dối. Nên hiểu như vậy thì cái quán thanh bất định, quán thọ thì có, tức là những cái cảm giác lãnh thọ của mình ở miệng, ở mũi, ở mắt, ở tai vân vân, những cái cảm giác mà mình gọi là ngon, là dở, là vui, là thích vân vân, đều là không có thiệt. Nó là cái nhân của đau khổ chứ không có thiệt. Như vậy thì tất cả những cái đó đều là soi sát là chính mình hết, chứ không phải tìm ở đâu, không phải nhìn cái gì ở ngoài. Như vậy thì cái giáo lý nguyên thủy cũng như cái giáo lý đại thừa hay là thiền tông đều soi sáng là chính con người của mình, để thấy cho rõ, biết được tường tận mình là cái gì, thì đó là đúng cái mục đích của Đức Phật đã nhắm, phải không? Đức Phật đã tu ngày xưa và Ngài đã giải nó ra như vậy. Nhưng mà mình bây giờ tu thì hơi lơ là cái đó, không bao giờ biết mình, chúng mong cái chỗ này, mong cái chỗ kia, mà không biết mình là cái gì, không bao giờ để ý tới vấn đề đó. Cho nên các thiền sư đời trần, các ngài mới gom hết cái tinh ba của các cái dòng thiền, như tôi kể hồi nãy, dòng thiền Ni La Lương Chi, Vô Ngân Thông, Thảo Đường vân vân, hợp lại thành một, thành lập một cái dòng thiền lấy tên là Trúc Lâm Yên Tử. Dòng thiền đó hẳn là dòng thiền từ Việt Nam mà ra, còn những dòng thiền kia thì từ Trung Hoa mà sang, còn cái dòng thiền mà chúng ta được biết đó là từ Việt Nam gom những cái tinh ba kết hợp lại thành một cái dòng thiền riêng của Việt Nam ở trên đất nước Việt Nam. Vị tổ lập ra đó là ngài Trần Nhân Tông, sau này Đức Tu làm gọi là Trúc Lâm Đại Đầu Đà, dễ hiểu là Trúc Lâm Đại Đầu Đà, tức là cái người tu khổ hạnh ở rừng tre chứ cái gì. Thì như vậy ở Ấn Độ Đức Phật là một vị thái tử bỏ ngôi báo đi tu, ở Việt Nam chúng ta một ông vua bỏ ngày vàng đi tu, mà tu rồi làm tổ, như vậy quá tốt, quá đẹp. Mà mình lại quên là chính cái hệ Trúc Lâm Yên Tử đó là truyền bá không được bền, không được lâu, vì nó ảnh hưởng vì nhà vua đi tu, cho nên ở trong cung đình được mọi người quý kính theo. Vì vậy mà tới đời Lê về sau thì ta sợ, sợ cái hệ thống đó rồi lặp lại nhà Trần, cho nên rồi từ đó mà nó hơi nguôi đi,
Và do đó mà các phái truyền khác truyền sang nữa. Thì đó là tôi kể sơ qua cho quý vị thấy cái tầm quan trọng của thời đó. Thì bây giờ chúng tôi sở dĩ muốn khôi phục thiền tông Việt Nam là mục đích thứ nhất là thấy thiền là cái cội nguồn của đạo Phật. Mà mình tu mà bỏ mất cái cội nguồn đó thì làm mất gốc, phải không? Nên tôi phải khôi phục, làm sống dậy cái cội nguồn đó. Thứ hai là thiền tông Việt Nam đã làm, đã giúp cho dân tộc Việt Nam được bền, được đẹp, được nền văn hóa. Mà bây giờ ai tìm cái văn hóa Việt Nam trong những thời xa xưa đều phải thấy từ Lý Trần là có những cái văn thơ rất là siêu xuất hay là rất là siêu thoát. Như vậy thì văn hóa Việt Nam ảnh hưởng rất lớn trong nhà thiền. Từ đó chúng ta thấy đã có những cái hay, cái quý mà bị chôn vùi, bị khỏa lấp, bị quên lãng, thì chúng ta phải khơi dậy, phải làm cho sống lại để cho mọi người nhìn thấy, biết rõ cái quý của dân tộc Việt Nam. Cho nên rừng chúng tôi phải cố gắng làm sống dậy, đó là cái mục đích của chúng tôi. Bây giờ sẽ có những người đặt câu hỏi, nói thiền là cái cốt tủy của đạo Phật, như vậy thì thiền là thiền chung với đạo Phật, tại sao lại còn nói thiền tông Trung Quốc, thiền tông Nhật Bản, thiền tông Việt Nam, như vậy thì có cái vẻ phân chia, phải không? À, thì tôi sẽ trả lời cho rõ ràng rằng thiệt ra Phật giáo cũng như thiền tông không có đặt cái ranh giới, không có cái phạm vi cố định quốc gia này, quốc gia nọ, hay là dân tộc này, dân tộc kia, mà chỉ là một lối tu để đưa con người tới cái chỗ thấy được mình, biết được mình và thông suốt được cái dòng sanh tử luân hồi, dứt được nó luôn. Đó là cái chung. Nhưng vì Phật giáo cũng như thiền tâm truyền đến nước nào thì nó chịu ảnh hưởng một phần tập quán dân tộc của nước đó. Cái tinh thần dân tộc, tập quán của dân tộc nó có ảnh hưởng tới đạo Phật cũng như nó có ảnh hưởng tới thiền tâm. Như ở đây tôi kể sơ cho quý vị thấy thiền tâm, nếu mà quý vị có đọc cuốn Quan Ba Vị Tổ Ấn Hoa đó, là tôi đã dịch đó, thì quý vị sẽ thấy là hồi thiền tâm còn ở Ấn Độ thì các ngài lý luận rất là khúc chiết mà siêu thoát. Lý luận nhiều câu mình đọc cũng biết lỗ tai, không hiểu nói. Nhưng mà một người đối phương nghe cái lý luận đó liền thức tỉnh liền. Đó là cái lối lý luận tôi cho rằng rất là khủng khiếp và siêu thoát. Còn thiền tâm qua Trung Hoa thì khác, nó vừa là thực tế mà lại bạo dạn. Cho nên quý vị nhớ thiền tâm ở Trung Hoa thì có những vị tổ hét đánh đập không với hét thôi. Còn thiền tâm sang Nhật Bản thì Nhật Bản dân tộc thích nghệ thuật tao nhã, cho nên thiền tâm qua đó cũng có cái cách nghệ thuật tao nhã. Thiền tâm ngày tới học với Tổ Hoằng Bá, và khi học với Tổ Hoằng Bá thì ngài lên hỏi thế nào là đại ý Phật pháp. Tổ Hoằng Bá đánh cho ba gậy, không nói một câu, trở xuống. Lần thứ hai lên hỏi, đập ba gậy, trở xuống. Lần thứ ba lên hỏi, đập ba gậy, trở xuống, khóc, từ giả đi. Không biết tại sao,
Mình hỏi câu đó có tội, có lỗi gì đâu mà nó đánh câu không nói gì đó. Còn rồi cái thì khi từ giá đi thì chỉ đi qua chỗ đại ngu đó sẽ giải cho ngươi. Thì ngày qua chỗ ngài đại ngu, ngài đại ngu hỏi cái người ở đâu đến, nói dạ con ở chỗ hội Hoàng Hóa đến. Thế Hoàng Hóa đã dạy ông cái gì? Thì nói con ba lần. Thế hỏi thế nào là đại ý Phật Pháp? Thì bị ăn ba gậy là ba lần như vậy. Thế con nghĩ không biết con có lỗi hay không lỗi mà phải bị đòn như vậy. Thì ngài đại ngu nói Hoàng Hóa là tâm lão bà đã vì ông chỉ tội mà ông còn thấy có lỗi không lỗi. Ngay đó cái ông ngộ, ông ngộ xong rồi thì ông nói như vậy thì Phật Pháp Hoàng Bá rất ít. Thế ngài đại ngu liền chụp đứng lại hỏi ngươi thấy cái gì mới nói rằng có lỗi không lỗi, bây giờ lại nói Phật Pháp Hoàng Bá rất ít. Hỏi vậy cái ông cho một khoai cho ông ngài đại ngu. Ngài đại ngu liền xô ra nói thầy cũng như Hoàng Bá chứ ta không có dính dáng gì, ta quý vị thấy đánh đập thôi làm rất là bảo. Rồi tới cái ngày Đức Sơn cũng vậy, ai hỏi nghĩa là ngài tuyên bố giữa chúng là hỏi mà nói được ăn ba gậy, nói không được ăn ba gậy. Thì như vậy thì mới thấy rằng cái lối ở Trung Hoa rất là bạo. Còn sang Nhật Bản thì rất là tao nhã nghệ thuật, cho nên nào là trà đảo đó, trà đảo cũng là thiền, uống trà ngồi nhâm nhi đó, nhìn mây nhìn gió rồi chơi. Rồi hoặc là cái thực phóng hoa đó thuộc về thiền đưa ra qua nghệ thuật. Còn cái đối đáp thì câu chuyện như thế này để quý vị nghe. Như có một vị học giả đậu ba cái bằng tiến sĩ để tới thiền sư xin học tu thiền. Thì ông thiền sư ông không nói gì hết, ông lấy cái bình trà ông rót để mời khách, cái chung trà để sẵn ông rót đầy tràn mà ông cứ rót. Thì ông kia ông tức quá, đầy rồi rót nước trà. Ông dừng lại, à thế đó, cái gì đầy rồi còn thêm nước trà. Thế gì đầu ông đã đầy ba bốn cái bằng tiến sĩ rồi, giờ ông còn thêm nước trà. Rất là nhẹ nhàng, rất là nhẹ nhàng. Còn ở Việt Nam mình thì quen cái chân thật và dè dặt, cho nên hỏi đáp rất là cũng như là chính cái câu hỏi mà bị đánh, tức là hỏi thế nào là đại ý Phật Pháp bị đánh, thì có người khác hỏi ngài Tệ Trung Thượng Sĩ, thì ngài Tệ Trung Thượng Sĩ chỉ nói hai câu thơ, hai câu thơ đáp chứ còn không có đánh, không có đọc. Thì mình mới thấy cái tinh thần của Việt Nam nó mang tính chất nhẹ nhàng, chân thật, nói để cho người ta khéo gẫm thì biết. Thì cộng thêm cái nữa là dè dặt, cho nên thiền Việt Nam lúc nào cũng đi đôi với kinh, nghĩa là lấy kinh Phật làm chuẩn để mình tu thiền. Vì vậy mà cái hệ thiền Trúc Lâm Yên Tử đến ngày Pháp Loa thì giảng kinh Hoa Nghiêm, kinh Pháp Hoa, kinh Niết Bàn vân vân, để cho cái người học để hiểu tu. Thì như vậy ở Trung Hoa khi mà nói tới thiền thì như là rời kinh, ở Việt Nam thì không rời kinh. Tại sao? Thì cái dè dặt, mình sợ rằng người ta chưa tin các thiền sư nói đúng, cho nên Phật phải đem kinh Phật làm chính. Và chính cái đó là cái nó gần với chúng ta bây giờ. Chứ bây giờ mà cái thuật đánh hét rồi đó, nghe chúng ta cũng chịu thua thôi. Bởi vậy nên khi chúng tôi dạy thiền thì có nhiều người lên học
nói ở Trung Hoa các thiền sư ta hét và đánh, tại sao thầy giờ không có hét đánh gì hết mà thầy giảng kinh? Tôi nói mai à, tôi chưa hét chưa đánh mà còn nói tôi thiền điên. Nếu tôi hét tôi đánh thì quý vị xem tôi nói tôi điên rồi ai dám tới học nữa. Cho nên cái người Việt Nam nó dè dặt cái thấy cái biết, mình đối đáp chỉ dạy nó có bằng chứng rõ ràng, chứ không có dám dùng những cái thuật quá mạnh quá bạo dạn. Đó là để thấy quý vị hiểu thêm một chút về cái tính cách thiền Việt Nam. Rồi bây giờ tôi đưa lên một cái hình ảnh cho quý vị thấy thiền Trung Quốc, thiền Việt Nam, cái nhìn của các tổ không có xê dịch được mãi mãi. Như ở Trung Quốc, một câu chuyện, thiền sư Vân Môn, một hôm, Vân Môn tức là tổ của cái phái Vân Môn, Ngài Văn Yển, tổ của phái Vân Môn, một hôm ở giữa chúng, thầy cầm cái gậy, thầy đưa lên, thầy nói, cây gậy này, phàm phu thì nói thiệt, nói có thiệt, còn nhị thừa nói là không, còn duyên giác thì nói là quyển quá, quyển có, còn với Bồ Tát thì đương thể tức không, còn với thiền sư thì nói cây gậy là cây gậy. Quý vị nghe, quý vị hiểu gì không? Bây giờ nói cây gậy thì với con mắt phàm tục của mình thấy cây gậy thì nói cây gậy thiệt, phải không? Cây gậy thiệt là cây gậy. Nhưng mà với hàng nhị thừa là thường dùng cái pháp vô thường để quán chiếu sự vật, thì cây gậy, nhìn lên cây gậy ngày nay nó có, nhưng rồi nó sẽ cũ, rồi hư, rồi mục, rồi tới ngày nào nó hoại thành không. Ngày nay nó là cây gậy, chứ mai kia rồi nó sẽ biến hoại thành không. Đó là nhìn theo cái chiều vô thường. Cho nên nói cây gậy nó là không, đó là nhìn thẳng cái kết quả của nó. Rồi nó duyên giác thì nói cây gậy là quyển có, vì duyên giác thì nhìn vô thường mà nhìn theo chiều thời gian, còn nhân duyên thì chiều không gian, cái gì hợp lại, phải không? Hợp lại thì cái hợp lại nó có thiệt không? Đó, bây giờ tôi muốn đơn giản một chút, ví dụ như cái bàn tay của tôi co năm ngón lại, thì nếu nói theo nhìn của người phàm phu hỏi đó, cái bàn tay, cái nắm tay có thiệt không? Thì quý vị nói có thiệt, phải không? Nhưng mà với cái nhị thừa thì ta nói nắm tay này là không. Tại sao? Vì hồi trước nó không, bây giờ hợp lại rồi cái lát nó buông ra cho nó thành không, phải không? Vì có nhưng mà theo thời gian nó trả lại cho cũng trở thành không. Còn nếu mà duyên giác thì nó cái nắm tay này là giả có như quyển. Tại sao vậy? Bởi vì nắm tay khi đang nắm thì chúng ta thấy nó có, mà nó có tại sao? Là do năm ngón co lại, tức tự nó đâu có nắm tay, phải không? Năm ngón co lại thì năm ngón co lại tạm thấy có tướng nắm tay, chứ có thiệt nắm tay đâu. Nắm tay là quyển có chứ không có thiệt. Còn Bồ Tát thấy thì đương thể tức không, ngay nắm tay này các ngài nói là không. Tại sao nói là không? Bởi vì nếu đây là chia ra ngón cái, ngón trỏ, ngón giữa, ngón áp, ngón út thì cái gì là nắm tay, phải không? Ngón tay nó không có tự thể, là do năm ngón hợp lại thành nắm tay, thì nắm tay chỉ là cái giả tướng chứ không có thực thể. Không là không có thực thể, chứ phải không có nắm tay hiện giờ. Và đa số Phật tử mình hiểu lầm kinh Bát Nhã, nghe nói chiếu kiến ngũ uẩn vậy không, nó năm uẩn thì không ngơ rồi. Không ngơ cái này có người nói, không thì cái gì đấy thì cứ biết.
Không là không có thực thể, chứ nắm tay hiện trước mắt vẫn có. Có cái giả tướng mà không có thực thể chúng ta, cho nên gọi là tánh không. Như vậy thì nhị thừa nói nắm tay không đó là nhìn bằng cái gì nói? Nhìn bằng mắt, phải không? Bây giờ nó tạm có, nó có đó, nhưng mai kia xả năm ngón ra thì nó thành không, thì không còn nắm tay. Còn Bồ Tát thấy nắm tay không đó, không có tự thể, là nhìn bằng cái gì thấy? Nhìn bằng trí chứ phải nhìn bằng mắt. Cho nên chữ không trong Bát Nhã là cái không tự thể do trí biết, cho nên mắt thấy. Mà bây giờ nghe nó không mình tưởng nó không mình hành, đó là cái không của mắt thấy. Mà cái không không tự thể là trí thấy. Thế như nắm tay tôi hiện nắm, mà quý vị biết nó không tự thể là trí biết, không phải mắt thấy. Hiểu như vậy thì, như vậy thì nắm tay nó là không, đương thể tức không. Nhưng mà nếu thiền sư thì nó nắm tay là nắm tay. Thì tay sao vậy? Nghĩa là hoặc bình quá để thấy theo như duyên biết nó là vô thường, nó không. Hoặc là quán theo cái tinh thần duyên giác phân tích biết nó là quyển. Hoặc là nhìn theo cái tinh thần Bồ Tát biết thì không có tự thể, nó là không. Thì đều có cái chỗ tựa để mà mình suy xét, mình quán chiếu. Nhưng đến thiền sư ấy, thì tâm cảnh được như như bất động, thì cái gì ra cái, hỏi nắm tay thì cứ nói nắm tay thôi, chứ không có nói gì hết. Như vậy thì cái đó là cái giải thích của Ngài Phân Môn. Thì giờ tới cái giải thích của thiền sư, tức là tôi gọi là Sơ Tổ Trúc Lâm, khi Ngài còn ở thế tục, thì có, Ngài có làm một bài kệ, một bài phú gọi là Cư Trần Lạc Đạo Phú bằng chữ Nôm. Nhưng mà khi kết thúc bài phú bằng bốn câu thơ chữ Hán, thì bài phú đó rất là hay và rõ ràng. Bây giờ tôi chỉ đọc bốn câu kệ kết thúc để cho quý đạo hữu thấy. Như kệ kết thúc thì Ngài nói bên văn chữ Hán là Cư Trần Lạc Đạo Thả Tùy Duyên, Cơ Tắc Sang Hề Khốn Tắc Miên, Gia Trung Hữu Bảo Thu Tầm Mít, Đối Cảnh Vô Tâm Mạc Vấn Thiền. Dịch là ở trần vui đạo hãy tùy duyên, đói đến thì ăn, mệt ngủ liền, trong nhà có báo thôi tìm kiếm, đối cảnh không tâm chớ hỏi thiền. Như vậy thì bốn câu thơ đó chắc ai cũng chịu lắm. Ở trong cõi đời, trong chỗ bụi trần mà vui với đạo đó thì phải khéo tùy duyên. Tùy duyên bằng cách nào? Đói để ăn, mệt ngủ liền. Đói đến thì ăn, mệt ngủ liền, ai cũng thích. Nhưng mà không phải vậy. Ở nói tùy duyên, đói để ăn, mệt ngủ, nhưng mà không phải tất cả chúng ta biết tùy duyên. Quý vị đói có chịu ăn chưa? Mệt có chịu ngủ không? Thí dụ mỗi bữa ăn, như sáng quý Phật tử đi làm, cái có ở nhà nấu cho tô hủ tiếu đàng hoàng, ăn rồi mới đi. Bữa nào đó không biết trong nhà muốn trát hay sao, tới giờ đi làm đem cho tô cơm nguội, thì lúc đó có ăn không? Ăn mà không chịu ăn, ăn hay là nổi giận. Như vậy thì sáng đói, ăn tô hủ tiếu để cho đỡ đói, bây giờ ăn tô cơm nguội cũng đỡ đói, hai cái đó đều trị bên đói được hết. Mà tại sao tô hủ tiếu thì ăn vui, còn tô cơm nguội thì không muốn ăn? Như vậy đói có chịu ăn chưa? Rồi giả sử như
tới bữa ăn mà người nào quen ăn ếch đeo các cái thức ăn lên mà thiếu ếch có chịu ăn chưa? Chưa. Hoặc là người nào thích uống rượu mà tới bữa cơm mà không có cái ly rượu có chịu ăn chưa? Không chịu ăn đó. Thì như vậy đói đâu có chịu ăn. Còn thiền sư đói thì cứ ăn, không có gì hết. Rồi mệt thì ngủ, quý vị mệt thì chịu ngủ.